quý vị trở lại với phần tin buổi tối là các bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Công Du sang Senegal để hội họp cùng Tổng thống Macky Sall. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo vào ngày thứ Bảy 15 tháng 2 đã đặt chân đến Senegal, nơi ông được ấn định tham dự vào cuộc họp cùng với Tổng thống Macky Sall nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh lẫn kinh tế. Nhân chuyến công du đầu tiên sang vùng sa mạc Sahara của Phi Châu, ông Mike Pompeo sẽ đề cập đến gói hỗ trợ an ninh trị giá lên đến 106 tỷ Mỹ Kim mà Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ cho Senegal kể từ năm 2014, cũng như chính sách giảm bớt quân số tại lục địa này. Chuyến đi của ông Pompeo diễn ra khoảng 3 tuần sau khi Pháp cảnh báo chính sách rút quân của Hoa Kỳ sẽ mở đường cho sự trỗi dậy của quân khủng bố Al-Qaeda và ISIS ở Tây Phi. Sau Senegal, Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ lên đường sang Angola, Ethiopia, Saudi Arabia và Oman. Thưa quý vị, Ivanka Trump đã tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tham gia vào hội nghị nữ quyền. Ái nữ kim cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tức là cô Ivanka Trump, vào ngày thứ Bảy ngày 15 tháng 2 đã lên đường để đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi cô được lên kế hoạch tham gia vào hội nghị về nữ quyền, nhằm mục đích giúp cho phụ nữ có chỗ đứng rộng rãi hơn trên thương trường hiện nay. Ban tổ chức cho biết Ivanka Trump đã được mời đọc diễn văn phát biểu tại diễn đàn Global Women Forum ở Dubai, kéo dài từ ngày 16 cho đến 17 tháng 2. Cũng trong ngày thứ Bảy, Ivanka đã tới thăm đền thờ Sheikh Zayed Grand Mosque và sau đó đến gặp một số lãnh đạo doanh nghiệp tại Viện Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Thưa quý vị, một người Nhật Bản được chẩn đoán lây nhiễm coronavirus sau khi đến thăm tiểu bang Hawaii. Bộ Y tế Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu 14 tháng 2 đã tiến hành một cuộc điều tra tường tận cũng như nỗ lực tìm kiếm những người đã từng tiếp xúc với một du khách Nhật Bản sau khi người này đã ngã bệnh trên đảo Oahu thuộc tiểu bang Hawaii. Trường hợp lây nhiễm mới nhất này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng dân cư và báo chí. Thống đốc tiểu bang Hawaii David Ish cho biết, bệnh nhân đã bị lây nhiễm ở Nhật Bản trước khi du lịch sang Hoa Kỳ hoặc là đang trên đường đến Oahu. Giả thuyết này đã được đưa ra dựa trên thời gian ủ bệnh 14 ngày của coronavirus. Người này đã bắt đầu bộc lộ một số triệu chứng sau một tuần lễ ở Hawaii. Bệnh nhân này và vợ đã đến thăm Maui từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, sau đó lên đường sang Oahu để tiếp tục nghỉ mát. Vào ngày 7 tháng 2, họ mới quay trở về quê nhà, tức là tỉnh Aichi. Trong khi đó, thì công ty Airbus cho biết chính sách áp đặt thuế của Hoa Kỳ lên các hãng phi cơ của Âu Châu chỉ tự làm hại tới lợi ích của họ mà thôi. Đại diện của công ty sản xuất phi cơ Airbus vào thứ Sáu ngày 14 tháng 2 cho biết quyết định tăng thuế mậu dịch lên các hãng lắp ráp phi cơ ở Âu Châu do Hoa Kỳ ban hành sẽ chỉ gây ảnh hưởng tới những hãng hàng không của Washington. Điều này xảy ra trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phi cơ dân sự, đồng thời đe dọa tới tiến trình thương thuyết với Liên minh EU. Airbus nói rằng họ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để tìm cách giảm thiểu những hậu quả của việc tăng thuế, đồng thời hy vọng Bộ Thương mại Washington sẽ thay đổi quyết định trong tương lai. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm tuyên bố họ sẽ tăng thuế mậu dịch từ 10 lên 15% đối với dòng phi cơ nhập cảng từ Âu Châu. Thưa quý vị, lễ hội âm nhạc Ben Festival chính thức khai mạc tại thành phố Oruro của Bolivia. Hàng ngàn ca nhạc sĩ đại diện cho 84 ban nhạc khác nhau trên toàn quốc đã cùng quy tụ về thành phố Oruro của Bolivia vào ngày thứ Bảy 15 tháng 2 để tham gia vào đại nhạc hội âm nhạc Ben Festival thường niên của thập niên mới trong khuôn khổ của mùa lễ hội Oruro Festival do chính phủ quốc gia này tổ chức vào mỗi năm. Sự kiện nêu trên được cho là đã diễn ra nhằm mục đích tôn vinh đức trinh nữ Sukhavon ngay dưới chân của bức tượng thánh cao gần 150 feet, vốn an tọa ngay tại trung tâm thành phố Oruro. Những ca nhạc sĩ khi tham gia vào lễ hội đã mặc trên người những bộ trang phục màu đỏ, xanh và vàng, vốn là sắc màu chủ đạo trên lá quốc kỳ Bolivia. Lễ hội âm nhạc Oruro Band Festival lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2002. Không chỉ thu hút sự chú ý của người dân bản xứ, sự kiện này còn nhận được sự quan tâm của nhiều du khách từ phương xa đến thăm. Đức mẹ Đồng Trinh, Sukhavon là vị thánh bổ mạng của những người thợ mỏ tại thành phố Oruro. Đây là một trong những sự kiện tôn giáo quan trọng nhất ở Bolivia. Đối với các tín hữu Thiên Chúa giáo ở địa phương, khi đến cầu nguyện xung quanh bức tượng thiêng liêng này, tất cả những nguyện vọng của họ đều sẽ trở thành hiện thực.
lễ hội Carnival diễn ra tại thành phố Nice của Pháp Quốc. Không khí của lễ hội đã bao trùm lên toàn thị trấn Riviera xinh đẹp thuộc thành phố Nice của Pháp Quốc. Trong bối cảnh sự kiện King's Carnival thường niên lần thứ 136 mang chủ đề King of Fashion chính thức diễn ra từ ngày 16 tháng 2 cho đến 29 tháng 2 sắp tới. Nhiều chiếc xe diễn hành chở theo hình nộm của các nhân vật nổi tiếng, nhà thiết kế thời trang Jean Paul Gaultier, Sonia Rykiel và Karl Lagerfeld theo dự trù sẽ di chuyển qua thành phố trước sự hiện diện của các cảnh sát viên và khách hiếu kỳ tới xem. An ninh sẽ được thắt chặt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Carnival, vì trước đây đã có 86 người bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice. Có nguồn gốc từ năm 1294, lễ hội Nice Carnival là một truyền thống không thể thiếu đối với người dân sinh sống ở địa phương. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối ngày hôm nay cùng với Thiên Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại.